Xin chào các bạn đã đến với kênh Lập Trình Cuộc Sống cùng Chin. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu về phiên bản cập nhật version 3 của Tool Auto Team. Ở version 2 thì Tool Auto Team gồm có hai phần là Team cho Block và Team Zone. Và ở version này mình đã cập nhật thêm phần Intercept Line. Sau đây mình sẽ thực hiện lệnh thử. Đầu tiên mình sẽ load lệnh vào từ VBA Manager. Mình đã cài lệnh dim block là ADS, lệnh dim zone là ADD và lệnh dim intercept là ASS. Bây giờ mình sẽ thử dim block. Tool sẽ tự tìm các điểm và xếp theo thứ tự. Và mình sẽ phải điều chỉnh tỷ lệ dim trước khi thực hiện lệnh. Vì khoảng cách nhỏ nhất là dim bắt điểm sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ mình đã chọn. Đối với Tool Dim Zone thì mình sẽ phải chọn vùng chọn. Và mình sẽ được một kết quả tương tự. Và mình sẽ sử dụng để dim cục bộ đối với những block nó có quá nhiều lớp dim. Và cái thứ ba là dim intercept, mình sẽ sử dụng một đường thẳng để cắt qua cái vùng cần dim. Và tool này mình thường sử dụng để dim được khoảng cách ở giữa các đoạn thẳng thay vì là bắt điểm đầu mút. Những đường dim sẽ phù hợp với tỷ lệ đã chọn và giá trị dim sẽ ưu tiên số chẵn. Trong này thì lệnh cũng sẽ bỏ qua những thành phần thuộc layer nét mảnh, chỉ giữ những layer nét dày, nét chính của block. Mình nghĩ là tool này sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình làm việc, đặc biệt đối với triển khai kỹ thuật, giúp cho công việc hiệu quả hơn và tốc độ nhanh hơn. Nếu bạn có góp ý gì cho mình thì xin để ý kiến lại dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và nhớ đón xem những tool hay ho trong thời gian sắp tới nhé.